giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông báo để được theo dõi những tin tức mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức Sao Việt nổi bật nhất trong ngày. Hiện tượng Trần Đức Bo dự thi Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2020, netizen phản ứng rần rần. Từ lâu, cộng đồng mạng đã chẳng xa lạ gì với cái tên Trần Đức Bo. Sau khi trở thành hiện tượng mạng xã hội vì việc make up, thời gian gần đây cậu bạn lại nổi lên với nickname thảm họa TikTok, những scandal và trend nhõng nhẽo mèo méo mèo. Trần Đức Bo từng gây chú ý với những chia sẻ khi tham gia chương trình Come Out. Theo đó, cậu bạn kể lại, trước năm lớp 8, em thẳng băng luôn. Hồi đó em có quen một bạn gái, nhưng được thời gian thì bạn đó cắm cho em hai cái sừng. Xong em buồn quá, nghỉ học một tháng trời, em yêu thật đó. Sau đó, vì thấy Đức Bo không đi học, nên một cậu bạn thân anh chàng đã nhắn tin hỏi thăm an ủi. Kết quả là một thời gian trò chuyện và tâm sự, cả hai quay sang có cảm tình với nhau. Vì đã quá nổi tiếng trước đó, nên sự xuất hiện của Trần Đức Bo tại Hoa hậu chuyển giới Việt Nam ngay lập tức khiến cộng đồng mạng xôn xao. Trong bản đăng ký, Trần Đức Bo chia sẻ, tôi được nhiều bạn bè và người yêu quý mình khuyên nên đăng ký tham dự chương trình này. Trước đó, tôi cũng đã tìm hiểu khá kỹ càng và cũng đắn đo, sợ rằng mình không phù hợp với tiêu chí của chương trình và có thể sự xuất hiện của mình sẽ ít nhiều, có những bộ phận người hâm mộ trong và ngoài chương trình không vui và có thể sẽ không thích tôi vì điều này. Nhưng sau khi tôi nhìn thấy một vài chị em trong giới cũng giống như tôi cũng đăng ký dự thi, thì nó như một nguồn năng lượng truyền cảm hứng cho tôi, thôi thúc tôi phải mạnh dạn thử sức một lần. Bởi vì nếu không thử thì có lẽ sau này tôi chắc chắn sẽ hối hận vì đã không sống và làm những điều mình thích. Trên mạng xã hội, hẳn có nhiều người biết đến tôi như một hiện tượng mạng và mọi người đều nhìn thấy mặt nổi của tôi. Đó chính là những clip hài pha một chút lém lỉnh tinh nghịch. Nên có thể mọi người chưa nhìn ra được tôi nếu nghiêm túc thật sự sẽ mang lại cho cuộc sống này điều gì. Tôi nghĩ là một người bình thường sinh ra và lớn lên ở một vùng đất nằm sát biển thuộc miền Trung, thường xuyên hứng chịu nhiều thiên tai xảy ra quanh năm. Và có lẽ chính vì điều này đã hình thành nên sự mạnh mẽ và chăm chỉ, chịu khó của tôi như bây giờ. Tôi không may mắn lớn lên trong vòng tay của ba mẹ, được lao ra xã hội sớm để mưu sinh lúc còn nhỏ, nên ít nhiều tôi nhìn ra được bản thân mình còn thiếu sót ở điểm nào. Tôi tự nhủ lòng muốn cố gắng từng ngày, phải phát triển để sau này mọi người có thể có một cái nhìn tốt hơn về tôi. Lần này tham dự chương trình, tôi mong rằng mọi người sẽ đón nhận và ủng hộ mình. Cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận. Vụ đó kêu meo meo hay gì? Cuộc thi Hoa hậu riết thành cuộc thi mấy má hiện tượng mạng không ấy chứ. Chương trình câu view cho vui thôi, mấy bạn này đi cast là out hết giờ. Phần tài năng là mèo méo meo hay gì? Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.